Hello, xin chào anh em. Thu băng cassette để nghe và giao lưu với anh em. Đây, những cái cuốn băng mình thầu và in bìa, thiết kế bìa, làm bìa nó khác với người khác một chút xíu. Bìa mình custom tùy thích chứ không phải bê nguyên cái CD qua, và đặc biệt là mình phải tôn trọng bố cục hình của ca sĩ. Nó phải kéo cái mặt của ca sĩ nó dài thòn, dài thọc hay là mất tỷ lệ. Nhìn nó sẽ không có được đẹp đúng cái khuôn mặt của họ. Có những cái hồi cổ thì mình chơi, mình lấy luôn cái hình của Sít Nhạc ngày xưa với bài Mùa Chia Tay đó này. Bây giờ hình cô Ngọc Hạ thì mình lấy hình nào đẹp đẹp của cổ, không nhất thiết phải làm đúng cái hình của cái CD của cổ. Đó là cái cách của mình, là nhiều khi dính hình CD nó lại vướng tùm lum hết. Viết bài thì tùy, ví dụ như là có cỡ này thì 46 phút nè, cỡ này 100 phút, đấy, 46 phút tùy thích à. Làm theo yêu cầu, anh em yêu cầu cái gì mình làm cái đấy. Một cuốn băng thành phẩm nó đây, giống như liên khúc Tấn Vũ này. Đấy. Đấy. Băng rất đẹp, anh em thích 100 phút cũng có, 90 phút cũng có. Băng từ một nước cũng có, băng mới cũng có, nói chung là tùy yêu cầu. Đấy. Bỏ vô. Liên khúc Tấn Vũ. Thì anh em nào thích, sở thích mà nghe băng cassette, thích băng cassette mà chưa đi tìm được chỗ thâu ưng ý, hoặc là muốn trải nghiệm cái chất lượng âm thanh của bên mình thâu, thì mời anh em liên hệ cái số điện thoại trong video, hoặc mình đọc đây luôn là 0926 393988. Mình ở quận 12 ở Sài Gòn. Giao lưu với anh em rằng là chơi cái này là giết thời gian thôi, chứ ngồi làm thì nó đúng là làm thì phải có thu nhập, nhưng mà làm xong nó cũng đau lưng lắm, tại ngồi nhiều, ngồi thâu, ngồi cắt dán các kiểu. Mấy cái tựa của đang có sẵn nè, chỉ có ok đồng ý thích là thâu thôi. Hoàng Oanh, Hương Lan, Tuấn Vũ nhiều. Cái trước 75 cái Mùa Chia Tay này hay, và toàn bài hay của cô Bằng Châu, cô Trúc Mai, Tuấn Vũ, liên khúc Tuấn Vũ, Trịnh Công Sơn, Chế Linh, nhưng mà này có mẫu sẵn hết rồi thì nó đỡ hơn chút xíu, còn cái nào chưa có tự thiết kế, không ai thiết kế giống ai hết, không ông nào giống nào cả, có lấy được cái gì dùng mà mình cảm thấy nó đẹp là mình dùng. Ngay cả mình làm giống như làm cho mình chơi, làm thấy mình chơi đẹp, anh em cũng thích, tôn trọng bố cục hình ảnh, nhìn nó bày nó đẹp. Hồi trước là em toàn ghi tay không à, giờ một số anh em vẫn nói sao không ghi tay đi, ghi viết viết chữ tay, viết lít tay thôi. Anh em thích in thì ok, mình thiết kế mình in, nó cũng không có tốn thêm chi phí nhiều lắm đâu, nhưng mà điểm nó tốn thời gian thôi. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em mà có thích băng cassette thì liên hệ. Xin cảm ơn.